thay vì xây dựng cơ sở hạ tầng để cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Gaza, Hamas đã xây dựng hàng trăm km đường hầm dưới lòng đất giống như mê cung nhằm mở rộng thành phố khủng bố của mình. Điều này được cho là đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với cuộc tấn công trên bộ của quân đội Israel. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự cho rằng, so với chế độ Hamas, sức mạnh quân sự của Israel có lợi thế tuyệt đối. Israel có thể bẻ gãy cuộc chiến địa đạo của Hamas. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về mạng lưới đường hầm triệu đô của Hamas và bốn cách mà Israel có thể áp dụng để đánh sập hoàn toàn hệ thống địa đạo chằng chịt này. Quân đội Israel ngày 13 tháng 10 ra thông báo yêu cầu khoảng 1,1 triệu người Palestine ở phía bắc dải Gaza phải sơ bộ về phía nam trong vòng 24 giờ. Trước đó, Hamas đã tấn công Israel vào ngày 10 tháng 7, gây ra xung đột vũ trang chưa từng có giữa Israel và Palestine. Israel đã tiến hành một cuộc ném bom không ngừng vào Gaza trong nỗ lực phá hủy đường hầm mà Hamas sử dụng để cất giữ vũ khí và máy bay chiến đấu trong khu vực này. Một phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, cho biết, trong một video ngày 12 tháng 10, dải Gaza được coi là một lớp dân thường và Hamas ở một lớp khác. Chúng tôi đang nỗ lực để tiến vào lớp thứ hai do Hamas xây dựng. Những đường hầm này không phải là hầm ẩn cho dân thường Gaza. Chúng chỉ là ẩn cho Hamas và những kẻ khủng bố khác để chúng có thể tiếp tục bắn tên lửa vào Israel, lên kế hoạch hoạt động và vận hành các cuộc khủng bố đến Israel. Rất khó để đánh giá mô hình của mạng lưới tắc mà Israel gọi là tàu điện cứng Gaza, vì nó trải qua chiều dài bên dưới một vùng đất chỉ dài 41 km và rộng 10 km. Sau cuộc xung đột Israel-Palestine năm 2021, lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đã khám phá hơn 100 km đường hầm thông qua cuộc tấn công không kích thước. Trong khi đó, Hamas tuyên bố rằng chỉ có 5% trong số 500 km đường hầm của họ bị tấn công. Theo lực lượng phòng vệ Israel, mạng lưới đường hầm của Hamas thực chất là một mạng lưới rộng lớn, thành phố với các hàng hóa điểm truy cập trên khắp Gaza. Hamas sử dụng những đường hầm này làm kho chứa vũ khí, hầm ẩn, trung tâm chỉ huy và các tuyến đường vận chuyển bí mật cho những kẻ khủng bố và vũ khí, bao gồm cả bệ phóng tên lửa. Một số đường hầm này dẫn thẳng từ Gaza đến các cộng đồng Israel gần biên giới, cho phép những kẻ khủng bố xâm nhập, bắt cóc và tấn công thường dân Israel. Dân miền Nam Israel luôn sống trong nỗi sợ hãi rằng những kẻ khủng bố có thể xuất hiện từ những con đường hầm gần nhà họ bất cứ lúc nào và bắt cóc hoặc giết chết hàng ngàn trẻ em của họ. Hamas đã đầu tư hàng triệu đô la Mỹ vào các nguồn lực khác để xây dựng và vận hành mạng lưới đường hầm rộng lớn của mình. Israel vận hành việc chuyển vật liệu xây dựng đến Gaza hàng tháng cho các dự án dân sự, nhưng những vật liệu này được Hamas sử dụng để xây dựng đường hầm. Kể từ tháng 1 năm 2014, đã có 181.000 tấn sỏi, sắt, xi măng, gỗ và các vật liệu khác đã được đưa vào Gaza thông qua cửa khẩu Kerem Shalom. Bốn bước Israel có thể thực hiện để chống lại Hamas. Ông Trương Diên Định, cựu phó chỉ huy lực lượng không quân Đài Loan và là giáo sư phụ khoa chính trị tại trường điều hành chính trị thuộc Đại học Quốc phòng, tin rằng Israel có thể thực hiện bốn bước để chống lại cuộc chiến đường hầm của Hamas. Theo ông Trương Diên Định, đầu tiên cho nổ tung cánh cửa sắt trong đường hầm, sau đó dùng súng phun lửa thẳng vào bên trong. Lửa sẽ chuyển hướng quanh, mà đạn thì không. Như vậy, quân thù sẽ bị tiêu diệt. Thứ ba là, lục tường đường hầm này, cuối cùng Israel sẽ thực hiện các hoạt động sử dụng khép kín, sau đó là thuộc địa hóa và nhập cư, và cuối cùng đạt được sự phục hồi. Ông Trương Diên Định cho rằng, bởi vì chế độ Hamas là một lực lượng du kích ít hơn 20.000 người, Israel đã huy động 360.000 người và 180.000 quân chính quy, tổng cộng rất nhiều quân. Hamas có rất ít nhân lực và Israel có vũ khí hạng nặng, nhưng Hamas thì không. Hamas không có khả năng tự vệ nên giờ biến thành đường hầm chiến tranh. Việc xây dựng đường hầm ở Gaza bắt đầu trước khi Israel rút quân vào năm 2005. Ban đầu các đường hầm này được sử dụng để vận chuyển hàng hóa vào Ai Cập nhằm vượt qua phong tỏa của Israel. Năm 2007, ngành công nghiệp địa đạo của Gaza thịnh vượng nhất. Gần 2.500 đường hầm dưới biên giới Ai Cập đã được Hamas và các nhóm chiến binh khác sử dụng để buôn bán hàng hóa, nhiên liệu và vũ khí. Israel sau đó đã phong tỏa hoàn toàn Gaza và mời gọi tiến hành kích hoạt pháo kích và tiêu diệt mục tiêu.
Ai Cập trên danh nghĩa là đóng cửa biên giới với Gaza, nhưng các đường hầm chui từ Ai Cập đến Gaza vẫn tồn tại. Các đường hầm ở Gaza có thiết kế phức tạp và được quản lý chặt chẽ. Đồng thời, tất cả các tổ chức vũ trang phải được sử dụng theo một cách hợp nhất. Người ta nói rằng mỗi đường hầm chỉ có một người chịu trách nhiệm, và tên của người này được giữ bí mật nghiêm ngặt. Các đường hầm được chia thành 4 khu vực, Bắc, Trung, Nam và thành phố Gaza. Mỗi khu vực có một người điều phối, vì vậy chỉ có những người tham gia khai đường hầm và người phân phối này mới biết các chi tiết khác nhau về đường hầm ở Gaza. Tại Gaza, mỗi phe vũ trang phải tham khảo ý kiến kiến trúc của người điều phối khu vực trước khi đào đường hầm. Hầu hết các đường hầm đều được đào bằng tay vào ban đêm, thường mất khoảng 4 tháng mới hoàn thành. Một số đường hầm dài hàng km và giá cả phải chăng. Khi các đường hầm được đào vào khu vực biên giới Gaza, các chiến binh cần liên hệ với chủ đất và thông báo với họ rằng tất cả các cơ sở dưới lòng đất đều làm phe vũ trang sở hữu và sử dụng. Những người khác không được vào nếu không được phép. Vì vậy, một số chủ đất ở khu vực biên giới biết đến sự tồn tại của đường hầm nhưng không biết chính xác lộ trình của chúng. Trong vòng vài giờ sau khi Hamas tiến hành một cuộc tấn công kinh hoàng, Hoa Kỳ bắt đầu điều động tàu chiến và máy bay tới khu vực để chuẩn bị cung cấp cho Israel các nguồn lực cần thiết nhằm đối phó với một cuộc chiến có thể leo thang và mở rộng. Nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm thứ hai của Mỹ khởi hành từ Norfolk, Virginia vào thứ Sáu ngày 13 tháng 10. Trong khi đó, hàng chục máy bay đang bay tới các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông. Các lực lượng hoạt động đặc biệt hiện đang hỗ trợ quân đội Israel trong các nỗ lực lập kế hoạch và tình báo. Các hành động này phản ánh mối lo ngại của Mỹ rằng cuộc xung đột chết người giữa Israel và Hamas có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực, gây ra những mối nguy hiểm lớn hơn. Do đó, ưu tiên hiện tại của các tàu và máy bay chiến đấu này là thiết lập sự hiện diện quân sự và ngăn chặn Hezbollah, Iran hoặc những nước khác lợi dụng tình hình. Nhưng Mỹ đã gửi đến khu vực này khả năng quân sự nhiều hơn thế. Hoa Kỳ đang tăng tốc vận chuyển đạn dược và tên lửa đánh chặn tới Israel để giúp nước này chống lại Hamas. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, người đã tới thăm Israel, nói rằng Hoa Kỳ đang cung cấp đạn dược, tên lửa đánh chặn để bổ sung cho vòng sắt của Israel và các hệ thống phòng thủ khác. Ông Blinken nói rằng, lô hỗ trợ quân sự đầu tiên của Hoa Kỳ đến Israel, nhiều nguồn cung cấp hơn đang được chuyển tới. Hãng tin AP phân tích rằng các loại vũ khí và lựa chọn mà quân đội Mỹ có thể sử dụng như sau. Lực lượng vũ khí và đặc nhiệm. Hoa Kỳ đang cung cấp cho Israel một số nhân sự và đạn dược rất cần thiết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo rằng một số lượng nhỏ lực lượng đặc nhiệm đang giúp cung cấp thông tin tình báo và lập kế hoạch cho Israel. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, trái ngược với một số báo cáo, họ không thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin trừ khi được yêu cầu làm như vậy. Mỹ cũng yêu cầu các công ty quốc phòng Mỹ đẩy nhanh tiến độ xử lý các đơn đặt hàng vũ khí hiện có từ Israel, trong đó quan trọng nhất là nhanh chóng có được đạn dược cho hệ thống phòng không vòng sắt của Israel. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba ngày 10 tháng 10 cho biết, việc bổ sung đạn dược và hệ thống phòng không cho hệ thống vòng sắt là ưu tiên hàng đầu. Ông Biden nói, chúng tôi đang bổ sung thêm viện trợ quân sự, bao gồm đạn dược và tên lửa đánh chặn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Israel không cạn kiệt những vũ khí quan trọng được sử dụng để bảo vệ các thành phố và công dân của mình. Hệ thống phòng không Iron Dome, còn gọi là vòm sắt, có thể đánh chặn tên lửa nhắm vào các thành phố của Israel bằng cách phóng tên lửa đánh chặn. Theo Raytheon, Israel đã triển khai 10 hệ thống Iron Dome để bảo vệ các thành phố của mình khỏi bị tấn công. Theo lực lượng phòng vệ Israel, Hamas đã bắn hơn 5.000 quả rocket vào Israel kể từ cuộc tấn công hôm thứ Bảy tuần trước, ngày 7 tháng 10. Hầu hết đều bị vòm sắt đánh chặn. Raytheon sản xuất hầu hết các thành phần tên lửa Iron Dome ở Hoa Kỳ và quân đội có 2 hệ thống Iron Dome trong kho. Tàu hải quân và máy bay. Một trong những phản ứng đáng chú ý nhất của Mỹ lần này là thông báo của Lầu Năm Góc hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 10 rằng họ sẽ điều động lại nhóm tấn công hàng không mẫu hạm Zero Afford tới phía đông Địa Trung Hải để chuẩn bị hỗ trợ Israel. Tàu sân bay này vừa hoàn thành cuộc tập trận với Hải quân Ý và được lệnh nhanh chóng tới đông Địa Trung Hải với khoảng 5.000 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu. USS Zero Force cung cấp nhiều lựa chọn, là trung tâm chỉ huy và điều hành chính và có thể tiến hành chiến tranh thông tin. Nó có thể phóng và thu hồi máy bay trinh sát E-2 Hawkeye. Những máy bay này có thể đưa ra cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa, tiến hành giám sát và quản lý không phận. Không chỉ phát hiện máy bay địch mà còn hướng dẫn các hoạt động quân sự của Mỹ.
USS-04 mang theo máy bay chiến đấu F-18 có thể đánh chặn hoặc tấn công mục tiêu. Tàu sân bay cũng có năng lực nhân đạo mạnh mẽ, bao gồm một bệnh viện trên tàu được trang bị phòng săn sóc đặc biệt và phòng cấp cứu, cũng như khoảng 40 nhân viên y tế, bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ. Hơn nữa, còn có một chiếc trực thăng có thể được sử dụng để vận chuyển những vật tư quan trọng hoặc vận chuyển những người bị thương bằng đường hàng không. Vào hôm thứ Sáu ngày 13 tháng 10, nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Dwight T. Eisenhower cũng rời cảng nhà ở Norfolk, Virginia và đi tới biển Địa Trung Hải. Điều này dự kiến sẽ tăng gấp đôi phản ứng của quân đội Mỹ đối với cuộc chiến tranh ở Israel. Tàu chiến và nhóm tấn công của nó, một lực lượng tổng hợp gồm 5.000 thủy thủ, được lên kế hoạch triển khai tới Địa Trung Hải. Khi chiến tranh Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn, tàu USS Eisenhower được triển khai tới Địa Trung Hải theo kế hoạch luân chuyển thường xuyên khi việc triển khai tàu USS-04 sắp hoàn thành. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby hôm thứ Tư ngày 11 tháng 10 cho biết chính quyền Biden có thể quyết định gia hạn triển khai USS-04 và được giữ lại 2 hàng không mẫu hạm trong khu vực. Chương trình hôm nay của Thế Giới Tiêu Điểm đến đây là kết thúc. Quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để bày tỏ quan điểm của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để liên tục đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.